Con người chúng ta ai cũng sẽ trải qua hai ngôi trường, đó là trường học và trường đời. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì đó là trường học, và khi mà đã ra ngoài đời rồi thì đó là trường đời. Những người học giỏi đều phải có năng lực tự học, và những người giàu có thành công cũng là những người có năng lực tự học. Và để có thành công, có một cái phát triển mạnh mẽ trong cuộc sống này thì chúng ta phải có một cái năng lực cốt lõi, đó là khả năng tự học. Và khi mà chúng ta tự học thì chúng ta sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian và chi phí. Chúng ta hoàn toàn có thể chủ động về thời gian, chúng ta có thể lựa chọn được cái kiến thức mình học, và như vậy là chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, đúng cái thứ mình cần học và chúng ta sẽ chọn lựa. Và học qua đâu ạ? Học qua sách báo, qua internet. Cái thời đại 5.0 này chúng ta có thể học bất cứ mọi thứ trên Google và trên YouTube. Mình có thể chơi đàn piano chỉ vì tự học trên YouTube. Vậy các bạn cũng có thể làm được. Các bạn có thể chọn một người thầy và học những điều tốt đẹp từ thầy, và sau đó kết hợp với cái riêng của chúng ta thì chúng ta sẽ trở thành những người giỏi. Hãy cổ vũ động viên cái năng lực tự học này của các con các bạn nhé. Và giống như mình á, con của mình mà có thể hát được một bài hát tiếng Anh dài người lớn thì mình sẽ tặng cho con 500.000. Và nếu như con chơi được một bài đàn tự học thì mình cũng sẽ thưởng cho con. Và con vừa có tiền để chi tiêu mà con lại có cái khả năng là quản lý được đồng tiền của mình, chi tiêu sao cho nó hợp, sao cho hợp lý. Và như vậy con vừa biết tiêu tiền, vừa có khả năng tự học. Và hãy cổ vũ cho các bạn nhé. Và nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh của mình để lần sau mình phát video thì các bạn không bị bỏ lỡ bất cứ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào các video sau.